Sư cho con hỏi là nhà con buôn bán tạp hóa, nhưng con có bán kèm thêm bia, mỗi ngày bán tầm 1-2 thùng bia. Nhà con bán thêm bia để có thêm thu nhập chứ không phải là chỗ đại lý bán bia lớn. Thưa sư, mỗi ngày con bán 1-2 thùng bia vậy có tội không? Vì nhà con chỉ bán thêm cho có tăng thu nhập thôi chứ không phải bán bia nhiều. Thì dù cho quý vị bán chỉ có một lon bia hoặc quý vị bán chỉ có một ly bia thì nó cũng là cái nghiệp bất thiện ha. Và cái nghiệp này đó thì nó cũng khá là nghiêm trọng, bởi vì nó đủ để nó dẫn chúng ta đi địa ngục mà, thì chắc chắn là cái nghiệp này nó phải nghiêm trọng rồi. Nó không có quan trọng là quý vị bán nhiều hay bán ít, chỉ cần quý vị có bán là quý vị đã tạo ác nghiệp rồi. Thành ra đó, mình nếu như có thể thì nên tránh cái chuyện này ha. Còn cái nghiệp mà nó nặng hay nhẹ đó thì nó chỉ có nghiệp nặng và nghiệp nặng hơn thôi, chứ nó không có nghiệp nhẹ nha. Nghiệp nặng tức là mình có bán thì tự nhiên là nó thành cái nghiệp nặng rồi, còn mình bán nhiều hơn thì nghiệp nó nặng hơn thôi ha. Quý vị bán một ngày 1-2 thùng thì nghiệp nó nặng hơn cái người bán ngày một lon, rồi người mà bán một ngày cả 100 thùng thì nghiệp nó sẽ nặng hơn quý vị một ngày bán 1-2 thùng. Nhưng mà nó chỉ có nghiệp nặng và nghiệp nặng hơn chứ nó không có nghiệp nhẹ trong cái vấn đề là mình bán những cái chất say như là bia.